Một ngư dân ở khu vực Jigwani của Gaza, Pakistan trở nên giàu có chỉ sau một đêm sau khi câu được con cá đủ quý hiếm nặng 48 kg. Theo một ngư dân địa phương, một con cá sô qua địa phương gọi là kizhi đã mắc vào lưới của một ngư dân ở Jiguani. Sau đó, nó được cho là đã được bán với giá 8,64 triệu rupi tương đương 790 triệu đồng trong một cuộc đấu giá. Phó giám đốc thủy sản Ahmed Nadin xác nhận rằng một ngư dân tên là ba lốc đến từ làng Fisukan của Gaza đã trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Theo các chuyên gia về đời sống thủy sinh, cá sô qua đến gần bờ biển Jiguani và các vùng biển lân cận vào mùa hè để sinh sản. Loài cá đồ quý hiếm được cho là có tầm quan trọng thương mại lớn và nhu cầu về nó rất cao ở một số nước châu Á và châu Âu. Một loại chất đặc biệt có trong cá được coi là quý hơn thịt và được ngành dược phẩm sử dụng để sản xuất các vật dụng phẫu thuật.